thơ của Giu-đê. Giu-đê, tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ và em Gia-cơ, đạt cho những kẻ đã được kêu gọi, được Đức Chúa Trời là Cha yêu thương và được Đức Chúa Giê-xu Christ giữ gìn. Nguyện xin sự thương xót, bình an, yêu mến thêm lên cho anh em. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta. Tôi tưởng phải làm điều đó để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi. Kẻ chẳng tin kính, đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, chối đấng chủ tể và Chúa có một của chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Dù anh em đã học những điều này rồi, tôi cũng muốn nhắc lại cho anh em rằng, xưa kia, Chúa giải cứu dân mình ra khỏi xứ Ai Cập, sau lại tiêu diệt những kẻ không tin. Còn các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình, thì Ngài đã dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét ngày lớn. Lại như thành Sodom và Gomorrah cùng các thành lân cận cũng buông theo sự dâm dục và sắc lạ, thì đã chịu hình phạt bằng lửa đời đời làm gương để trước mặt chúng ta. Nhưng mà chúng nó cũng như vậy, trong giấc mơ màng làm ô uế xác thịt mình, khinh dễ quyền phép rất cao và nói hỗn các đấng tôn trọng. Và khi chính mình thiên sứ trưởng Michel chống với ma quỷ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt, người chỉ nói rằng cầu Chúa phạt ngươi. Xong, những kẻ này hễ điều gì không biết thì khinh dễ hết, và mọi điều chúng nó tự nhiên mà biết, cũng như con thú vật vô tri thì dùng mà làm hư mình. Khốn nạn thay cho chúng nó, vì đã theo đường của Ca-in, lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am và bị hư mất về sự phản nghịch của Cô-rê. Những kẻ đó là dấu vít trong đám tiệc anh em, nhưng người chăn chiên chỉ tưởng nuôi mình cho no nê, không lo sợ gì. Như đám mây không nước, theo gió đưa đi đây đi đó, như cây tàn mùa thu, không có trái, hai lần chết, trốc lên bực rễ. Như sóng cuồng dưới biển, sôi bọt ô uế của mình, như sao đi lạc, sự tối tăm mù mịt đã dành cho chúng nó đời đời. Ấy cũng vì họ mà Hê-nóc là tổ bảy đời kể từ Adam đã nói tiên tri rằng, này, Chúa ngự đến với muôn vàng thánh, đặng phán xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin kính về mọi việc không tin kính họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ hổ mà những kẻ có tội không tin kính đó đã nói nghịch cùng Ngài. Ấy đều là những kẻ hay lầm bầm, hay phàn nàn luôn về số phận mình, làm theo sự ham muốn mình, miệng đầy những lời kiêu căng và vì lợi mà nịnh hót người ta. Nhưng anh em là kẻ rất yêu dấu, hãy nhớ lấy những lời mà các sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta đã nói trước. Các sứ đồ đó nói với anh em rằng, trong các thời kỳ sau rốt, sẽ có mấy người hay nhạo báng, làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình. Ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng thuộc về tánh xác thịt, không có Đức Thánh Linh. Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. Hãy trách phạt những kẻ này là kẻ trù trừ. Hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa. Còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế. Và nguyện đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được, là Đức Chúa Trời có một, là cứu Chúa chúng ta. Bởi Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta, được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời. Amen.